các con thân mến bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi cô hy vọng rằng qua bài học ngày hôm nay các con sẽ biết thể hiện tình cảm yêu quý bạn bè bằng những hành động việc làm cụ thể sau bài học này nếu như các con có thắc mắc gì cần giải đáp thì hãy liên hệ với cô theo thông tin email bên dưới nhé cô xin cảm ơn và chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi cô chào các con